sếp cứ việc thuyết trình. Còn cái gì góp ý để cho Bảo Nam? Sếp thuyết trình cho chứ sếp. Nói liền đi, nãy giờ Lan nóng ruột dữ lắm rồi sếp. Nói xong rồi mọi người. Xong rồi, xong rồi. Vỗ tay, vỗ tay, hay quá. Xong. Tôi sẽ làm về kênh YouTube Chân Dung Ngắn Nghệ Sĩ. Wow. Chân Dung Nghệ Sĩ nha. Sếp ơi, mình làm về mặt ẩm thực đi sếp. Trời, thôi nha. Phát biểu linh tinh, người ta đang làm chân dung nghệ sĩ. Bà nhét đồ ăn vô miệng nghệ sĩ với bà. Nghệ sĩ thì cũng là người thường, cũng ăn mà sống, chứ không phải thánh thần đâu. Mà ăn bông dạng thổ, nước dừa là sống được. Nhưng mà thế nào ra cái đó. Cái này người ta đang làm chân dung mà tự nhiên bà lấy đồ ăn vô. Xa quá xa rồi chị. Em có ý tưởng nữa. Sao? Bởi vì sao? Bởi vì bây giờ mặt đầu á, mình vô mình nói chuyện với lại nghệ sĩ. Đó là mình sẽ kể lý lịch chức ngang nè, sở thích nè, công việc làm hàng ngày nè, thói quen thường nhật như thế nào. Xong rồi mới bắt đầu vô cái bữa gọi là ăn uống mình nhào vô mình ăn. Mình thồn hết luôn. Thôi được rồi. Mọi người biết không, Big Chin lần này thành công, chúng ta sẽ có nhiều điều thú vị lắm. Từ báo mạng cho tới báo hình luôn đó. Sếp hay quá. Sếp em là số 1, em tin là sếp thành công. Vậy em chắc chắn là cái mạng ẩm thực sẽ được đưa lên báo hình. Mọi người, bây giờ tôi thuyết trình cho mọi người nghe. Sau đó mọi người nghe xong rồi, mọi người đóng góp ý kiến, có gì tôi chỉnh sửa lại nha. Được. Sếp bắt đầu nhanh đi. Sao? Sếp cứ việc thuyết trình. Còn cái gì góp ý để cho Bảo Nam? Em đã quen với cái chuyện nghe rồi. Một ngày em có thể nghe người ta thuyết trình về món ăn hầu như là 20 tiếng đồng hồ cũng được. Em ăn chỉ 1 tiếng thôi là hết tất cả món ăn rồi. Sếp thuyết trình nhanh đi sếp. Sao cái gì nó cũng nhét đồ ăn vô được vậy trời. Nói liền đi, nãy giờ Lan nóng ruột dữ lắm rồi. Rồi bắt đầu nha. Bắt đầu. Xong rồi, vỗ tay, hay quá. Sếp, xong, hay quá sếp ơi. Ý tưởng tuyệt vời. Sếp ơi, tụi em không có ý vậy đâu sếp. Không có cố ý. Hôm qua thức khuya phải không? Đúng rồi. Bảo Nam thức khuya. Rồi sao? Rồi hai người thức khuya cùng với Bảo Nam luôn hả? Hay là tại vì tôi thuyết trình dở quá? Dạ không có, Lan không thức khuya. Dạ. Lan chỉ có mất ngủ thôi. Dạ đúng rồi. Tại Bảo Nam xuống bơi giờ cứ ngắp ngắn ngắp dài đâm lên nó bị lây. Với phần em bữa giờ em tập ăn kiêng không ăn giặt nữa nên em bị mất năng lượng, em dễ bị đưa vào giấc ngủ lắm. Đủ rồi. Mọi người ra ngoài hết đi. Giận rồi. Năn nỉ đi. Mà ai? Sếp ơi, tại vì á, chắc là do cái bài thuyết trình của sếp đó, nó đều đặn quá, nó không có cái phần mà giao lưu với cái người nghe đó, cho nên là người nghe nó dễ bị nhàm chán lắm á. Trời, chị nói cái gì vậy chị? Tưởng chị nói gì hay ho vậy, nó có duyên quá vậy. Chị nói gì chị thẳng ra rút lạnh mặt sếp luôn đi. Tao chị nói thẳng là sếp thuyết trình dở quá, tụi mình buồn ngủ, đúng không? Tâm bao. Nghĩ sao dở? Em nói thiệt luôn á, là cái bài thuyết trình của sếp không hề dở, có chuẩn bị bài bản hẳn hoi, bao nhiêu là giấy, bao nhiêu là chữ, chỉ có một cái là không thuộc bài thôi. Ê bà mới tầm bậy đó. Chị đi, mọi người ra ngoài giùm em đi. Thôi mà không sếp. Không phải mà. Đúng rồi. Tại vì do sếp chưa có quen với cái chuyện mà thuyết trình. Dạ. Cho nên là sếp cầm giấy đó. Dạ. Phải chi mà không thuộc đi không? Cầm giấy cái đọc giọng đều quá cái buồn ngủ. Chính xác. Đúng rồi. Em thấy vậy nè. Sếp á là bình thường là nói là ra lính. Mà tự nhiên hôm nay thuyết trình là nó không có quen. Thì khổ. Đúng rồi. Dạ tốt nhất là mình nên tăng cái mức độ tương tác với lại đối tượng trước mặt của mình. Dạ đúng rồi sếp. Sếp chỉ cần nắm ý thôi rồi mình dẫn dắt người nghe là từ từ nhiên chị tự nhiên hơn à. Đúng rồi. Em thấy là vậy á, tụi em sẽ ủng hộ sếp mà.
Được rồi, tại vì dự án này là dự án lớn, cho nên là tôi sẽ không tự ái đâu. Tôi sẽ tiếp thu ý kiến của mọi người, cố gắng hơn nữa. Cảm ơn mọi người. Yeah! Ủng hộ sếp, ủng hộ sếp, ủng hộ sếp. Ơi đừng có chen chị để chị vô chứ. Ừ, cái thằng này ngồi lẹ lên. Thôi mà đừng có ồn, trời ơi bình tĩnh đi, đang nóng ruột quá đây nè. Thôi thôi chờ em xíu, chờ em xíu. Tình hình của sếp sao rồi? Bây giờ chị sao rồi? Ổn không? Ổn không? Nè nè nè, ngồi lại đi rồi từ từ rồi Lan kể cho nghe. Chị nói nóng ruột quá nè. Thì tự rót đi để Lan kể cho nghe, Lan cũng đang nóng ruột nè. Sao rồi chị? Nè sếp á, là bây giờ á, hiện bây giờ là đang trên đường đi thuyết trình rồi. Cái gì? Đó, để kể cho nghe là sếp là căng thẳng lắm nha. Hầu như là hình như là quyết một đêm hôm qua là sếp không về nhà đó. Không về nhà đi đâu đi bụi hả? Tại vì vậy nè, sáng nay là Lan lên rất là sớm, sớm nhất luôn. Rất là sớm mình. Nhưng mà hả, là sếp còn sớm hơn Lan. Sếp ở trong cái phòng đó luôn, trong cái phòng của sếp đó. Mà cứ lầm rầm đọc thuyết trình á, như là đọc kinh luôn vậy đó. Mà hả, mấy ngày hôm nay rồi là hầu như là sếp ở trong cái phòng đó luôn đó, không có đi đâu hết luôn á, tập thuyết trình không đó. Được rồi, nguy hiểm mà, nguy hiểm rồi. Sao nguy hiểm lên tới đỉnh điểm? Gì? Một con người mà một khi tập trung vào vấn đề gì quá, mấy ngày không về nhà, đã về còn lầm bầm đọc như đọc kinh, có nghĩa là họ đang bị sang chấn. Ủa giới hả? Tiểu ổn được không nữa hả? Chết luôn á. Nhưng mà bây giờ lên đường rồi hả? Lên đường luôn. Không, lên đường đi thuyết trình đó. Trời ổn. Trời. Lên đường rồi, bây giờ lo quá. Bây giờ sao? Sao sớm như vậy? Cái gì sớm? Sếp ơi, sao sếp lên đường sớm vậy sếp? Cái gì vậy? Cái gì lên đường? Tự nhiên à? Lên đường thuyết trình sớm như vậy. Còn lâu mà. Có chuyện chắc luôn đó. Thì đó, lo quá nè. Nè, nhớ mấy cái hôm mà đầu tiên mà sếp thuyết trình không? Dạ. Nguyên đám tụi mình ngủ gục hết trơn. Bữa đó em nói thiệt, em ráng, em nhịn lắm á. Em ăn hết đồ ăn rồi mà em cũng không thể nào kéo hai mắt lên được quá mà. Bảo Nam ngủ đầu theo, tiên. Em ngủ theo đó. Đó. Trời ơi. Đó, bởi vậy mới lo. Thấy là tưởng là nghĩ là không thành công đó. Nhưng mà mấy ngày trời, sếp luyện tập chăm chỉ như vậy, đó, tụi mình vẫn không nghe được. Mà ai cũng phải căng cái mặt ra vậy nè. Đó, ráng tươi tươi lên để ủng hộ tinh thần sếp đó. Nhưng mà mình là nhân viên, còn người ta là khác. Đúng rồi. Thôi giờ mình dẹp ở đây đi. Mình giải thể, mình nghỉ. Chứ còn gì để đeo bám ở đây nữa chị? Em hỏi chị nè, bây giờ nè, coi như là cái đề tài ẩm thực của em là banh xác rồi đó. Bây giờ coi như là không có đồ ăn rồi đó. Cái cuốn ăn mà chị không lo. Không có lo cho sếp mà cứ nghĩ gì, không có lo cho công ty. Chị là nghĩ dòng tiền đó. Sếp ơi, sếp toàn mạng sếp. Thôi là không phải sếp mà. Sếp bình an trở về rồi. Sao rồi sếp? Tao rót nước cho nước, sếp. Dạ. Luôn cái bình cho sếp uống luôn. Thôi, cho nhiều. Ly uống từ từ thôi. Sao rồi sếp? Để cho sếp thở. Bây giờ nè, thành công này cứ vậy. Thành công. Bây giờ ai rót cho sếp uống thì chứ để bớt tay bớt chân. Trời ơi, nóng rồi. Trời ơi, mọi người cho em nghỉ ngơi xíu được không? Nghỉ ngơi. Trời ơi. Sếp không mấy sếp gác chân anh em bóp chân cho sếp cũng được. Ê. Thôi nha, đừng hỏi nữa, đừng ai hỏi gì nữa nha. Cái tình hình này đó là chắc là Nè em, một con người khéo léo để em nói chuyện. Thế bà, em vuốt sếp như vậy là để em trấn an tinh thần của sếp. Sếp biết rồi đó. Trong cuộc đời ăn học thì cái chuyện mà người ta nói học tay thí phần đó là chuyện rất bình thường. Ai cũng trải qua cái thời kỳ đó cả. Người ta nói rằng thất bại là mẹ của thành công. Hay quá. Đúng rồi, bởi vì sao? Khi chúng ta thất bại, chúng ta sẽ rút được kinh nghiệm. Đúng. Và cái câu châm ngôn thất bại là mẹ của thành công, nó cho chúng ta một cái câu rằng là sau ngày hôm nay thì chúng ta lại có thêm một người mẹ. Mày rồi, thôi bỏ đi. Im. Bảo Nam nói. Dạ sếp. Dạ cho dù mà sếp có chuyện gì buồn đi chăng nữa thì sếp mãi mãi là một người sếp tuyệt vời trong lòng tụi em. Đúng rồi, Lan cũng vậy nè. Sếp mãi mãi là thần tượng của Lan. Dạ. Ôi, sếp mãi mãi đứng trên hết là ưu tiên của Lan luôn. Dạ. Lúc nào Lan cũng ngưỡng mộ, cũng ủng hộ sếp hết mình. Dạ. Mặc dù hôm nay sếp có là không thành công thì Lan vẫn ủng hộ sếp vô điều kiện. Dạ, đúng rồi. Cho dù mình là phá sĩ. Là ý mọi người nói tôi đi thuyết trình thất bại hả? Không ai nói vậy luôn. Em chỉ nói lên cái sự thật chứ em không có ý nói sếp. Dạ đúng rồi, né chuyện đó. Bỏ. Gì vậy? Ngày hôm nay á tôi thuyết trình thành công mà. Wow. Trời ơi, sếp
nãy giờ tụi em chơi bài ngược thôi. Trời ơi, đâu có nghĩ mà sếp mình như vậy. Đó. Em biết từ bữa tới giờ sếp tập trung 100% cái nguồn lực trong cơ thể của mình để làm sao. Ai nói 100%, 300% lực. Wow. Bạn tổng giám đốc á đã nói là dự án của tôi khả thi và có thể thực hiện được. Thấy chưa? Nhờ Lan nè, Lan đã ủng hộ sếp nè. Xong rồi Lan bao nhiêu đêm Lan thức chung với sếp để sếp tập chương trình đó. Bữa giờ tin chung là Lan uống tới 10 ly cà phê. Đồng nghiệp Lan quá. Vậy thì sao nè, chỉ cần á mình kiên tâm nè, chịu khó nè, chăm chỉ á thì mình có thể vượt qua được điểm yếu của bản thân mình. Rồi, vậy là chúng ta ủng hộ sếp, ủng hộ sếp. Vậy là kể từ ngày hôm nay em có ăn rồi. Ăn hoài. Sếp ơi sếp. Sếp ơi, gọi cấp cứu, gọi cấp cứu. Đây. Sếp bị ung thư. Mà ung thư dầm họng mới ghê. Gì ung thư dầm họng? Ai nói? Thì... Quang nói. Em chị nói.